Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay kênh Invest TV lại tiếp tục cập nhật đến quý vị các bạn cái số lượng P-Note đang chạy trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Thì mình có làm một cái bảng Excel thể hiện chi tiết cái số lượng P-Note của các cái quốc gia trong nhóm 20 nước đang chạy nhiều P-Note nhất trên thế giới này. Thì so với cái ngày gần nhất mà mình làm thống kê, đó là ngày 24 tháng 3, hôm nay là 7 tháng 4, ngày mai sẽ là tròn 3 tuần từ cái ngày thống kê gần nhất của kênh Invest TV chúng mình về cái số lượng P-Note này. Thì trong 3 tuần vừa rồi, các bạn nhìn cái bảng số liệu này có thể thấy được điều gì? Chỉ có 2 nước là Úc và một cái quốc gia mà chưa xác định được tên tuổi này là không tăng không giảm nốt nào. Nghĩa là 3 tuần vừa qua cái số lượng nốt của họ chạy rất ổn định. Trong khi đó duy nhất chỉ có quần đảo Seychelles thuộc châu Phi đấy thì bị sụt giảm, như mất một nốt từ 237 sụt xuống còn 236. Còn lại tất cả các quốc gia khác đều có cái sự tăng trưởng P-Note. Thì cái sự tăng trưởng P-Note nhiều nhất, mãnh liệt nhất nằm ở cái top trên của những cái quốc gia trong nhóm 20 nước chạy nhiều P-Note nhất này. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây chúng ta có Nhật Bản tăng cao nhất với 1.276 P-Note. Tiếp ngay sau đó là Việt Nam của anh em chúng ta với 1.146 nước nốt tăng thêm. Hàn Quốc với lại Trung Quốc là hai cái quốc gia chiếm lĩnh cái vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng, số 1 với số 2. Nhưng tuy nhiên trong 3 tuần vừa qua thì số lượng P-Note của họ tăng không đáng kể. Hàn Quốc chỉ tăng được 642, trong khi đó Trung Quốc chỉ tăng được 386. Các cái quốc gia khác ở phía dưới, ví dụ như là Mỹ ở xếp ở vị trí thứ 5 tăng được 575 nốt. Singapore cái quãng thời gian 3 tuần vừa rồi tăng cũng khá là tốt với 838 nốt tăng thêm. Đây, như vậy là chúng ta có thể thấy top 6 nước ở cái phần phía trên của cái bảng xếp hạng này có cái sự tăng trưởng P-Note cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là Nhật Bản và Việt Nam. Còn các quốc gia khác như là Hàn Quốc, Trung Quốc, rồi Mỹ, Singapore tăng cũng có tăng nhưng mà có một cái lượng khoảng cách đáng kể so với lại Việt Nam và Nhật Bản. Tính ra thì 3 tuần vừa rồi Singapore lại là cái nước mà tăng khá là ấn tượng. Chỉ cái Singapore chỉ kém chúng ta khoảng 300 nốt và kém Nhật Bản 400 nốt. Đó. Còn các cái nước ở top ở phía giữa này, ví dụ như là Đài Loan này, Mông Cổ thì lần này 3 tuần vừa rồi tăng được có một nốt không đáng kể. Hồng Kông, Đức, rồi thì Hà Lan, Canada, Anh tăng cũng không đáng kể. Nga chúng ta có thể thấy từ cái vị trí thứ 19 của 3 tuần trước nay đã leo lên được vị trí thứ 16. Nhưng tuy nhiên thì số lượng tăng cũng không đáng kể, các bạn chỉ có 19 nốt. Nhật Bản vẫn là cái nước mà tăng trưởng P-Note thật sự ấn tượng. Nhật Bản thì bây giờ mình cũng chưa cập nhật được cái thứ tự xếp hạng các cái nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, nhưng mà mình nghĩ Nhật cũng phải ở trong top 5 đầu bảng, là Mỹ tiếp theo sau là Trung Quốc, Đức hoặc Nhật sẽ là hai cái vị trí thứ 3 hoặc thứ 4, mình nghĩ như vậy. Và tiếp theo sau đấy thì sẽ là Hàn Quốc, rồi các cái quốc gia như Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đấy. Thì ở đây chúng ta đã thấy được cái sự góp mặt của toàn các cái cường quốc kinh tế ở trong cái bảng xếp hạng những cái nước chạy nhiều P-Note nhất. Mỹ có rồi này, Trung Quốc có rồi này, Nhật Bản có rồi này, Đức ở đây cũng có này, Đức, Pháp ở đây đều có cả. Pháp với lại Đức thì hơi khiêm tốn ở trong cái nhóm chạy nhiều P-Note nhất, nhưng mà ở đây đều là các cường quốc kinh tế. Và không biết chừng là khi mà dự án Open Mainnet thì dân của họ hoặc là những nhà đầu tư từ cái khu vực châu Âu và cái nước có nền kinh tế phát triển tại khu vực châu Âu, châu Mỹ này đã sẽ nhảy vào. Còn đây chúng ta cứ yên tâm, đã có Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ ở cái vị trí top của những cái nước chạy nhiều P-Note nhất rồi. Và chúng ta rất là may mắn và vinh dự khi mà đứng ở cái vị trí thứ 3 này, lừng lững này. Pi mà thành công thôi là anh em Việt Nam chúng ta hốt đủ đấy các bạn ạ. Thì nói về cái khoảng cách P-Note giữa các nước, Hàn Quốc bây giờ là 24.000, mình cứ cho là 24.500 đi. Trung Quốc là 19.000, cách cũng khá là xa các bạn ạ. Đấy, Việt Nam chúng ta thì cũng lại khoảng cách tương tự từ so với ví dụ như là của Hàn Quốc với Trung Quốc, thì của khoảng cách của ta với Trung Quốc thì cũng ngang với khoảng cách từ Trung Quốc đến Hàn Quốc. Đó. Còn cái
khoảng cách của Việt Nam với lại Nhật Bản là một cái mà chúng ta đáng phải quan tâm này. Khi mà Nhật tốc độ tăng mạnh mẽ như thế này, anh em chúng ta không giữ được cái phong độ này thì dễ bị Nhật vượt qua lắm các bạn ạ. Còn ở top phía dưới, top vị trí thứ 5 với vị trí thứ 4 là khoảng cách của Mỹ với Nhật Bản thì cách khá là xa rồi, gần đến 7.000 cơ. Đó, chúng ta quan tâm đến cái nhóm dẫn đầu, 4 anh dẫn đầu, ở trong đó có vị trí của chúng ta đang ở vị thứ 3 này. Quan tâm đến cái thứ hạng của Nhật Bản và để ý Nhật, không là chúng ta sẽ bị Nhật vượt mất. Rồi, quay trở lại với cái trang dashboard blockchain.net này. Khi chúng ta có cái thông tin về thứ tự các cái quốc gia đang chạy nhiều pinot nhất ở phía bên trái này, thì tương ứng phía bên phải đây là phần trăm các cái nước mà đang nắm giữ pinot. Ở đây thì chúng ta thấy khi mà nhìn lên trên cái biểu đồ miếng bánh này này, biểu đồ tròn này này, đấy, tỷ lệ phần trăm theo hình tròn ấy, thì chúng ta thấy là khoảng cách của Nhật Bản, Việt Nam và Trung Quốc thì nó xem nhau. Trong khi đó của miếng bánh của Hàn Quốc nó là chiếm đến 1/4 của cái hình tròn này rồi. Theo tỷ lệ phần trăm tương ứng là 25.27, Trung Quốc là 19.82, Việt Nam chúng ta ít hơn với 16.49, tiếp theo sau là Nhật Bản 15.04%, Mỹ thì chiếm 7.4%, Singapore thì 4.84%. Đó là những nước nổi trội nhất trong cái biểu đồ hình miếng bánh này. Rồi kéo xuống dưới nữa, các bạn có thể thấy một cái bản đồ khác. Cái bản đồ này là bản đồ thế giới luôn. Thì cái bản đồ này sẽ cho chúng ta thấy được các cái khu vực mà lượng pinot đang được khu trú tập trung nhiều nhất. Khu vực Đông Á, Đông Nam Á này là các bạn thấy các cái biểu, những cái hình tròn này là những cái nơi mà thể hiện cái sự phân bố pinot ở đấy. Đấy, nó chồng chéo, nó đan lấn lên nhau, thì chứng tỏ là lượng pinot ở đây rất là nhiều, đậm đặc. Thì cũng là một điều dễ hiểu thôi, vì khu vực này đã chiếm đến gần một nửa danh sách top 20 nước đang chạy nhiều pinot nhất ở phía trên này. Trung Quốc này, Hàn Quốc này, Nhật Bản này, Việt Nam này, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia. Đấy, có điều ở đây chúng ta thấy một cái quốc gia hàng trăm triệu dân, đấy, gần 1/3 tỷ dân, đó là Indonesia, thì lại không thấy có trên cái bảng xếp hạng chạy những cái quốc gia chạy nhiều pinot nhất. Mình cũng thấy hơi lạ các bạn ạ. Rồi đây là khu vực, chuyển ra khu vực châu Âu này, khu vực nước Mỹ này. Đấy, nước Mỹ thì chỉ có bờ phía đông này mình thấy lượng pinot phân bố nhiều, còn bờ phía tây này thì lác đác ở khu vực duyên hải miền biển này thôi. Còn khu vực trung tâm chỗ này có lẽ là nhiều sa mạc hoang mạc, thế nên là ít người sinh sống nên họ không chạy pinot được ở đấy. Ở đây thể hiện một cái top 10 các cái tài khoản nhiều pi nhất. Đó, các bạn để ý có những cái tài khoản là 96 tỷ pi. Những cái tài khoản này thì chắc chắn là của Picotim thôi. Anh em chúng ta mà xuất hiện ở trong cái bảng này thì thành tỷ phú rồi. Nếu mà chỉ cần 1 pi là có giá trị 1 đô thì là những cái tài khoản ở cái nhóm này là lên tới bến, tới nóc luôn, đấy, gọi là tới nóc luôn các bạn ạ. Rồi và như vậy kênh Invest TV đã tổng hợp xong bản tin cập nhật cái số lượng pinot tính tới địa điểm ngày 7/4/2023. Các bạn thấy bản tin này có ích thì các bạn có thể ủng hộ kênh chúng mình bằng cách ấn like, đăng ký kênh để có thể nhận được những cái thông tin cập nhật mới nhất về dự án Pinetwork cũng như là các cái dự án tiền điện tử khác các bạn nhé. Clip ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại.